Chào mọi người đã đến với kênh của Nhi. Thì hôm nay Nhi có làm đậu hũ xào ớt chuông theo kiểu Hồng Kông. Cách làm rất là đơn giản và cái món đậu hũ này mình ăn cùng cơm nóng rất là ngon, giòn giòn của mùi ớt chuông và mềm của đậu hũ. Thì các bạn hãy vào bếp làm cùng với Nhi nha. Và các bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Nhi mà chưa đăng ký kênh của Nhi á, thì hãy đăng ký kênh của Nhi nhé và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Nhi. Và đây là những phần nguyên liệu để mình làm đậu hũ xào ớt chuông theo kiểu Hồng Kông ngày hôm nay. Và Nhi có đây là một trái ớt chuông, thì ớt chuông mình cắt ra và mình bỏ cái phần hột nó ở trong nha các bạn, và sau đó mình sắc sợi lại và mình sắc kiểu hạt lựu mà kiểu to xéo xéo á. Và Nhi có đây là hai trái ớt xanh. Ớt này thì không phải ớt chuông mà Nhi không biết nó là tên ớt gì. Nhi mua ở chợ Mỹ á, thì ớt này nó có vị cay, ớt chuông đỏ hồi nãy thì nó không cay. Thì mình cũng lấy cái phần hạt nó mình bỏ hết đi nha. Và mình cũng sắc sợi và sắc xéo hoặc lụa xéo xéo giống như phần ớt chuông. Và củ cải cà rốt thì Nhi có một củ nhỏ này khoảng 20 gram. Thì mình sắc ra miếng to to như vậy nè, và sau đó mình sắc mỏng lại. Và Nhi có đây là 8 tép tỏi nhỏ khoảng 10 gram các bạn. Và tỏi thì mình không có bằm, mình cũng đi sắc mỏng mỏng nó ra. Và đây là đậu hũ chiên, thì Nhi dùng là 800 gram đậu hũ chiên. Và cái phần đậu hũ chiên á, thì mình cũng sắc 2 gram cái miếng như vậy nè, mình sắc làm hai xéo nó ra. Còn hành lá thì Nhi có đây là 6 tới 7 cây hành lá, mình dùng luôn gốc trắng nha. Thì là một bó Nhi mua về Nhi rửa sạch và bây giờ mình cắt khúc. Và phần đậu hũ rau củ đồ mình đã sắc xong rồi, thì Nhi cho vô đây là 2 muỗng ăn canh dầu ăn để mình đi xào đậu hũ. Dầu nóng thì Nhi cho hết cà rốt và tỏi mình sắc khi nãy á, mình cho vào, và nửa muỗng cà phê ớt khô xay, và Nhi dằn vô khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Thì mình xào cái này trong vòng 2 phút. Nhi cho hết cái đậu hũ chiên khi nãy mình sắc xong á, mình cho vào. Và sau đó Nhi cho vô đây là 2 muỗng ăn canh xì dầu và 1 muỗng rưỡi ăn canh đường cát, và mình trộn lên cho đều xì dầu với đường cát. Thì Nhi cho vô đây là nửa cốp nước lạnh, và sau đó mình đậy nắp lại, mình nấu khoảng 3 phút. Mình đấu như vậy cho cái đậu hũ nó mềm á, và được 3 phút thì Nhi dở nắp ra và mình nấu thêm 2 phút nữa. Thì mình nêm nếm, thì cái phần nêm nếm này là theo khẩu vị gia đình mình ăn như thế nào thì mình nêm như vậy. Và mình nấu nước nó sắc xuống bớt rồi á, thì Nhi cho hết cái phần ớt chuông và ớt xanh vào. Mình nấu 2 phút hoặc đến khi nào cái nước mình nó cạn lại thì Nhi cho hành lá vào. Và mình trộn lên 1 phút, và sau đó mình tắt bếp, mình cho tiêu xay vô. Cái đậu hũ mình nó rất là mềm luôn á các bạn, mình nó rất là mềm và vừa ăn, và xào chung với ớt chuông á nó thơm, ăn cùng cơm nóng rất là ngon. Thì nếu như các bạn yêu thích món đậu hũ xào ớt chuông theo kiểu Hồng Kông đơn giản này á, thì vào bếp làm cho cả nhà mình cùng dùng nha các bạn.